tư nhân. Lòng người yêu thương em muôn đời, hãy mở cho tôi, cho tôi mưa biển nhớ thiên đàng, để tôi vào mà ta ơn Chúa. Nhà Israel nào hãy nói, lòng người yêu thương mến muôn đời, hãy mở cho tôi, mở cho tôi mở cửa thiên đàng, để tôi vào mà ta ơn nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt là gia đình Tang Quyến, cùng với em Giuse Trần Lưu Tuyển Long. Ngày hôm nay, sáng nay, chúng ta cùng dâng thánh lễ từ biệt, thánh lễ an táng cho người thân yêu của chúng ta là bà Maria Lưu Thị Kim Anh. Với lời ước nguyện của gia đình, chúng ta cùng dâng thánh lễ từ biệt này một cách nhẹ nhàng, khoan thái. Bởi vì trong ngôi nhà thờ này, 70 năm qua, bà Maria đã tham dự thánh lễ hàng ngày, hàng tuần, nơi bà đã ngồi đọc kinh và xin ơn. Vì vậy, thánh lễ cuối cùng cũng tại ngôi nhà thờ thân yêu của bà Maria. Xin Chúa vì lòng nhân từ thứ tha mọi lỗi phạm mà bà Maria đã phạm. Lạy Chúa, xin Chúa ở với chúng con và thứ tha mọi lỗi lầm cho chúng con, đặc biệt là linh hồn bà Maria. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết và phục sinh của Người, Chúa đã chuẩn bị cho chúng con một nơi mới, trời mới, đất mới. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng con và cho chúng con một nơi ở mới, vinh hiển ánh sáng ngàn thu. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, sau cái chết chỉ mình Chúa có thể ban sự sống, xin giải thoát tôi tớ Chúa là linh hồn Maria khỏi mọi tội lỗi, để kẻ đã tin vào sự phục sinh của Đức Kitô Con Chúa trong ngày sống lại cũng được hợp đoàn với Chúa trong vinh quang. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiên trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ đã chết. Cũng như nơi Adam mọi người đều phải chết, thì nơi Đức Kitô mọi người cũng được ban cho sự sống. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Người đầu tiên là Đức Kitô, sau đó là những người thuộc về Đức Kitô vào ngày Người lại đến.
Rồi đến lúc cùng tận là khi người trao vương quốc lại cho Thiên Chúa là Cha. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Nhưng khi nói mọi sự quy phục thì dĩ nhiên phải trừ ra đấng đã bắt mọi sự quy phục người. Vì khi mọi sự đã quy phục người thì bây giờ Chúa Con cũng sẽ quy phục đấng đã bắt mọi sự quy phục mình, để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Chưa tình thương, người không xử với ta như ta đàn tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. Chúa xót thương những kẻ kinh sợ người, vì người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta đã tan bụi. Chúa ban ơn cứu độ cho người không chết. Đời sống con người thoáng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mong cũng không còn man về chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không
Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tôma nói với người, Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt là gia đình tang quyến, ông cố cùng với em Du Xe Long. Lời đầu tiên, con xin đại diện cho nhà dòng Cát Minh để gửi lời chia buồn đến ông cố cùng toàn thể gia đình, và đặc biệt có dì ba là chị của bà cố Maria. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, sáng hôm nay chúng ta cùng họp nhau để tưởng nhớ và cử hành nghi thức từ biệt của bà Maria, là mẹ, là vợ, là em, là người thân, là bà và là người hàng xóm của chúng ta. Không những vậy, bà Maria còn là một tín hữu ngoan đạo mà ngay nơi giáo xứ này, 70 năm qua tại giáo xứ Chí Hòa, trở thành một ngôi nhà thân thương, triều mến, một ngôi nhà mà bà đã được nuôi dưỡng đức tin trong bí tích thánh thể hàng ngày và hàng tuần. Và hôm nay, cùng với gia đình, bà cố Maria đến đây lần cuối cùng để chào tạm biệt cha xứ, chào tạm biệt giáo dân, để rồi ra đi không bao giờ trở lại. Trong những khoảnh khắc đau buồn sâu thẳm này, chẳng có thể nào một lời nào để diễn tả sự mất đi của một người thân yêu, đặc biệt là của một người mẹ. Bởi vì vai trò của một người mẹ trong cuộc đời thì vô cùng to lớn, vì mẹ là nòng cốt, là trái tim của gia đình. Mẹ là ngọn đuốc soi sáng và là nguồn suối yêu thương và là sự khôn ngoan của gia đình. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình là vậy. Mẹ là người với tất cả tấm lòng nuôi dạy, chăm sóc và yêu thương con cái. Mẹ mang đến cho con cái một nơi trú ẩn an toàn và đầy ắp sự yêu thương và trìu mến. Vì vậy, ca dao tục ngữ đã nói rằng mẹ là câu hát lời ru cho con tròn giấc đêm thu ngọt ngào. Mẹ là câu hát ca dao ru con khôn lớn bước vào thời gian. Mẹ là hương nắng tỏa lan ấm nồng khi gió đông mang lạnh về. Mẹ là rặng trúc bờ tre cho con bóng mát trưa hè thênh thang. Mẹ là trăng sáng mơ màng cho con thỏa khúc thu vàng vui tươi. Mẹ là ngọn gió chơi vơi cho con chắp cánh ươm người ước mơ. Mẹ là ý đẹp hồn thơ cho con sung thắm mộng mơ vào đời. Tình mẹ sánh ví biển trời cho con lại sống tình người mến thương. Dù con đi khắp bốn phương vẫn bên lòng mẹ nấu nương tháng ngày. Ngày hôm nay, bà Maria với vai trò làm mẹ đã hoàn thành vai trò này với sự tận tụy, yêu thương và dịu dàng. Bà đã định hình cuộc đời của các con bà
bằng một tình yêu và lòng trắc ẩn. Và khi gia đình phải chấp nhận sự ra đi của người thân yêu của chúng ta phải thừa nhận một khoảng trống sâu thẳm để lại trong cuộc sống của mỗi người thân yêu, đặc biệt là con cái. Sự vắng mặt của mẹ khiến chúng ta cảm thấy quặn thắt. Ngôi nhà hôm nay sẽ vắng mẹ, không còn tiếng mẹ gọi chiều mến, cũng không còn tiếng nói, tiếng cười, tiếng dạy bảo của mẹ. Và đối với những người con, cảm giác trở thành mồ côi, và đó là một thực tế đau đớn, đủ làm tan nát trái tim của mỗi người. Nỗi đau mất mẹ là một nỗi đau không gì sánh bằng, vì đó là sự mất mát người đã sinh ra chúng ta, người đã an ủi chúng ta trong những lúc buồn phiền, người hạnh phúc khi thấy chúng ta vui, người đã hân hoan với chúng ta trong những khoảnh khắc của cuộc đời. Cảm thấy buồn phiền, đau khi chúng ta bệnh hoạn. Tình yêu thương, sự chăm sóc và quan tâm của mẹ dành cho con cái là vô giá, và ký ức về mẹ sẽ mãi in sâu trong tâm hồn của những đứa con và tất cả những ai được đặc ân làm con của mẹ. Trong những thời điểm như thế này, nỗi đau mất mát có thể dường như quá sức chịu đựng, và những câu hỏi tại sao người thân yêu của tôi lại bị đem đi khỏi thế gian này luôn làm rây rứt trái tim của chúng ta. Tuy nhiên, chính trong niềm tin của chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh, hy vọng và niềm an ủi qua câu trả lời trong bài Phúc Âm ngày hôm nay. Vì Thầy ở đâu, Thầy cũng muốn các con ở đó với Thầy. Thật vậy, lời Chúa trong bài Phúc Âm ngày hôm nay là nguồn an ủi cho tất cả chúng ta. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đi đã dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ đem các con đi với Thầy. Thật an ủi vì cuộc đời của chúng ta được Thiên Chúa an bài cho một nơi mới, một hành trình mới, một giai đoạn mới, một cuộc sống mới, một ngôi nhà mới. Đó là ngôi nhà mãi mãi trong sự vinh quang với Thiên Chúa. Và chết, như Thánh Phaolô nói, là một bước quan trọng để bước vào ánh sáng ngàn thu với Thiên Chúa. Và chính con Thiên Chúa chúng ta lắng nghe trong bài đọc 1, người là đầu tiên cũng bước vào cái chết để mới có thể bước vào sự vinh thắng đó. Hãy tin vào Thiên Chúa. Và đó là niềm tin của chúng ta dạy rằng cái chết không phải là sự kết thúc, mà là sự chuyển tiếp. Như Thánh Phaolô dạy, sự tan biết của thân xác là bước quan trọng để được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta có thể tin rằng người thân yêu bà Maria của chúng ta đã vượt qua cõi trần gian và vào lòng tay đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta đau buồn vì sự ra đi của mẹ, nhưng tâm hồn của chúng ta không được xao xuyến, bởi vì chúng ta tin rằng người thân yêu được hội ngộ với đấng tạo hóa nên mình, tìm thấy sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu trong ngôi nhà mới. Nơi đó không còn đau khổ, không còn bệnh tật của thân xác, đau khổ của lương tâm hay dằn vặt của cõi lòng. Bà Maria đã sống một cuộc đời phản ảnh niềm tin vào chân lý sâu xa này. Dù vất vả lo toan với cuộc sống, cơm áo gạo tiền, khi được sinh ra và lớn lên trong miền đất Chí Hòa này, nơi đây ngày xưa cũng chỉ là một miền đất thôn quê
hẻo lánh với đầy dãy cao su và trồng rau quả. Tuy khó khăn, bận rộn, lo toan nghèo khó, nhưng bà Maria vẫn làm tròn bổn phận của một người con làm con Chúa, tham dự thánh lễ hàng ngày, tham dự và sinh hoạt các hội đoàn. Hằng ngày vẫn đến đây đọc kinh cầu nguyện. Mà như ông cố đã kể, một điều mà bà đã giữ từ ngày cưới nhau cho tới giờ, đó là lời kinh gia đình. Ngày nào dù có khó khăn, vất vả hay bận rộn tới đâu, thì gia đình luôn luôn vẫn giữ lời kinh hằng ngày trong gia đình. Ông cố có kể, dù những lúc đau đớn vẫn không thể nói được, bà Maria vẫn ngoắc tay chồng và giục chồng đọc kinh hằng ngày để chu toàn bổn phận. Đời sống đạo đức cũng đã cuốn hút và đã làm cho con cái của mình trong việc chọn Chúa làm gia nghiệp. Vì vậy, một trong người con của bà đã bắt đầu chọn đời sống tận hiến trong dòng Các Minh. Di sản của bà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng, thậm chí trước cái chết, niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa về sự phục sinh có thể nâng đỡ chúng ta vượt qua nỗi đau mất mát này. Khi chúng ta từ biệt người thân yêu của chúng ta trên cõi đời này, chúng ta hãy nắm chặt lấy niềm tin vững vàng trong lời Chúa và tin tưởng rằng linh hồn bà giờ đây ngự trị trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Câu Kinh Thánh Khải Huyền mang lại cho chúng ta sự an ủi: Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn than tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Phần chúng ta đừng xao xuyến, nhưng hãy phó thác người thân yêu chúng ta vào vòng tay khoan dung và từ bi của Thiên Chúa. Trong lúc đau buồn này, lời an ủi nhất là chúng ta hãy cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta. Cầu nguyện để xin Thiên Chúa thứ tha hết các phần phạt của người thân yêu của chúng ta, để bà Maria mau được hưởng nhan Thánh Chúa, để một ngày kia xác loài người sẽ sống lại, để một ngày kia chúng ta cùng được sum vầy với bà Maria trên nước thiên đàng. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Amen.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với anh cha để ta đồng tôn vinh danh Chúa và người anh cha chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hay thương xót, chúng con nài xin Chúa dùng nhân hy lễ này mà rửa sạch linh hồn tôi tớ Chúa là Maria trong máu Đức Kitô, để kẻ đã được Chúa thanh tẩy bằng nước rửa tôi cũng được Chúa không ngừng làm cho nên tinh sạch nhờ ơn tha thứ của lòng từ ai Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng ta đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đạo binh các thiên thần thở lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thân là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và màu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Lạy Chúa, chúng con hằng trên Chúa chịu trên, hoàng hà liệt dựng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là bà cố Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cụ Thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tạ sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương khu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phung và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
sum vầy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được nhân lành bí tích của con một Chúa đã phục sinh trong vinh quang, sau khi hiến tế chính mình vì chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho tơi tơ Chúa là bà Maria, khi đã được thay sạch nhờ các mầu nhiệm vượt qua, sẽ được vinh hiển nhờ hồng ân phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin mời cha chủ tế, quý sơ, quý thầy và cộng đoàn an tọa. Gia đình bà Maria Lưu Thị Kim Anh chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân. Trọng kính cha Clemente, chánh sứ Chí Hòa. Cha đã trực tiếp ban phép sức dầu nghi thức nhập quan và cho phép thánh lễ an táng hôm nay, cũng như cho phép thánh lễ tại gia do cha Đa Minh Quyện Hữu Trung dòng Chúa Cứu Thế cử hành cho bà Maria Lưu Thị Kim Anh là người thân của gia đình chúng con. Trọng kính cha Matthew, phó sứ hội đồng mục vụ giáo khu Đức Mẹ Mông Triệu, giáo xứ Chí Hòa. Trọng kính cha Giuse Trần Thăng Hưng, bề trên phụ tỉnh, chủ tế thánh lễ an táng, quý cha, quý thầy trong phụ tỉnh dòng Cát Minh Việt Nam. Trọng kính sơ bề trên giám tỉnh, quý sơ ban cố vấn, quý sơ bề trên các cộng đoàn, quý sơ tu hội nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn tỉnh dòng Việt Nam và cộng đoàn dân Chúa tại Trại Phong, Di Linh và Gia Lành. Trọng kính sơ bề trên và quý sơ dòng Bến Thánh Giá Huế, cộng đoàn Chí Hòa. Trọng kính sơ bề trên tu đoàn Đô Nung Đê La Vi, nước hàng xóm Chí Hòa. Trọng kính quý sơ Bến Thánh Giá Cần Thơ. Trọng kính quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn, các gia đình quý tộc, quyến thuộc, thông gia, thân bằng, bà con, hàng xóm của bà Maria và gia đình chúng con. Cũng xin cảm ơn ca đoàn Seraphim, ban phục vụ giáo xứ Chí Hòa. Quý vị đã đến hiệp dân tham dự các thánh lễ, cầu nguyện, chia buồn, hiệp thông, phúng viếng, giúp đỡ trong tang lễ của bà Maria trong những ngày vừa qua. Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân. Xin Chúa chúc lành cho quý vị. Trọng kính quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị. Người sẽ chết, khóc tiếc thương người vừa chết. Đó là tâm trạng của chúng con, những người trong gia đình huyết tộc yêu quý của bà Maria Lưu Thị Kim Anh. Bà Maria đã được Chúa dựng nên cùng gia đình theo chân Chúa qua các bí tích ân hưởng nhiều hồng ân, cậy trong phó thác an vui vân vân,
Bước đức tin vững vàng, mọi sự do Thiên Chúa xếp đặt. Tròn 70 năm trên mảnh đất chôn nhau các rúng này, họ đạo chí hòa. Bà Maria đã chiến đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Giáo hội Công giáo, cho đến khi Chúa gọi về lúc 15 giờ 12 phút ngày 9 tháng 10 năm 2023. Hôm nay, bà Maria tham dự thánh lễ cuối cùng trong ngôi nhà thờ thân thương suốt cuộc đời này. Xin quý cha, quý sơ, quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, thứ tha lỗi lầm mà bà Maria mắc phải khi còn sống, để linh hồn Maria lưu thị kim anh sớm hưởng nhan Thánh Chúa, được cùng Đức Mẹ, Thánh Bổn Mạng, các thiên thần, các thánh thụ hưởng an vui trên thiên đàng vĩnh phúc. Gia đình chúng con chân thành cảm tạ tri ân. Di hài trần thế của bà Maria Lưu Thị Kim Anh hiện diện nơi đây, rồi cũng xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để hóa thân từ bụi tro trở về với bụi tro. Xin quý vị thương cùng tiễn đưa bà Maria trong chặng cuối cuộc đời. Gia đình chúng tôi cảm tạ tri ân. Trong lúc tang gia bối rối, có rất nhiều thiếu sót, gia đình chúng tôi xin quý cha, quý thầy, quý sơ, quý vị niệm tình quảng đại tha thứ, xin chân thành cảm ơn. Sau thánh lễ, trong sân nhà thờ, gia đình bà Maria chúng con có chuẩn bị một chút tấm lòng, xin quý vị chia sẻ cùng chúng con. Xin trân trọng cảm ơn. Oh.
Anh chị em thân mến, người chị em của chúng ta đã niềm hy vọng được sống đời. Chị em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là cha của chúng ta, và hãy liên kết người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện, để người chị em này nhờ bí tích rửa tội đã được trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than vang khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người chị em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Cha rất nhân từ, chúng con xin phó thác dâng linh hồn người chị em của chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết. Như mọi người đã chết trong Chúa Kitô, chúng con xin cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tới Cha là bà Maria khi còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và giáo chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con cầu khẩn và mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin các thiên thần dâng đưa bà Maria vào thiên đàng. Khi tới nơi, xin các thánh tử đào đón tiếp và dâng đưa bà Maria vào thành thánh Jerusalem.